Chào mừng các bạn đến với chuyên trang chia sẻ về kiến thức phong thủy nhà ở của Pizento. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn clip phong thủy phòng thờ cho người mệnh mộc. Hy vọng những nội dung dưới đây sẽ mang đến cho các bạn những thông tin hữu ích. Tập tục thờ cúng tổ tiên tồn tại trong dân gian Việt Nam bao đời nay đã trở thành một nét đẹp truyền thống có vị trí hết sức đặc biệt trong đời sống tinh thần của người Việt. Thờ cúng tổ tiên là cách để con cháu tỏ lòng thành hiếu kính, hiếu thảo và biết ơn của mình đối với người đã khuất, cũng như mang đến niềm tin, chỗ dựa vững chắc giúp con cháu vươn lên trong xã hội. Dân gian ta thường có câu dương trạch tam yếu, ý chỉ ba yếu tố quan trọng nhất trong ngôi nhà chính là bàn thờ, cửa chính và phòng bếp. Phòng thờ là nơi linh thiêng nhất trong mỗi gia đình, cho nên cách sắp xếp và bố trí bàn thờ như thế nào cũng cần được xem xét cẩn thận. Nếu xét về mặt phong thủy, bàn thờ thu nạp được sinh khí tốt thì gia chủ sẽ được hưởng phúc lộc, làm ăn thuận lợi, vạn sự hanh thông. Trái lại, nếu bàn thờ đặt ở vị trí hay phương hướng xấu thì sẽ khiến cho gia đạo suy thoái, mọi sự trắc trở, kém may mắn. Đầu tiên, các bạn hãy chắc chắn rằng mình thuộc mệnh mộc trong số năm hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Để tránh nhầm lẫn, hãy đối chiếu năm tuổi của mình xem có trùng với năm tuổi của người mệnh mộc hay không. Sau đây là những năm tuổi thuộc mệnh mộc như năm Mậu Thìn, Nhâm Ngọ, Quý Mùi, Canh Dần, Tân Mão, Mậu Tuất, Kỷ Hợi và Quý Sửu. Người mệnh mộc thường là những người hòa đồng, thân thiện. Điều này cũng là lý do giúp họ dễ dàng nhận được lòng tin từ mọi người. Bản tính lương thiện, tử tế và chu đáo cũng giúp người mệnh này nhận được yêu quý từ đồng nghiệp và bạn bè. Người mệnh mộc cũng nổi tiếng với đức tính nhân hậu với mọi người, yêu thương vật nuôi, là người chân thành và thật sự biết cách quan tâm đến những người xung quanh. Về hướng phòng thờ bàn thờ, hướng đặt bàn thờ phải lấy theo tuổi của người gia chủ trong gia đình mới mong mang lại may mắn tài lộc cho gia đình. Theo thuyết ngũ hành tương sinh thì chúng ta có năm mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Các hành này chia ra làm hai quẻ mệnh khác nhau, Đông tứ và Tây tứ. Theo quy tắc trong phong thủy, bạn cần nhớ đầu tiên sẽ là hướng bàn thờ và hướng này thường là sẽ quay ra ngoài cửa chính đẹp nhất. Nhưng khi bạn có hướng cửa chính không hợp với mệnh của mình thì bạn cần quay hướng bàn thờ theo các hướng mang lại những sinh khí, quý lộc hay nói cách khác là hướng tốt với gia chủ. Về màu sắc thì màu chủ đạo của mệnh mộc là màu xanh lá đậm, màu thân cây gỗ, tương sinh với hỏa và thủy nên màu đỏ, màu xanh nước biển hay màu đen là màu lợi đối với người mệnh mộc. Người mệnh mộc thì không hợp với màu trắng, màu vàng cũng như là màu ánh kim. Khi chọn mua đồ thờ cúng thì nên ưu tiên những gam màu như là xanh lá hay là nâu đất. Các sản phẩm đồ thờ men xanh bát tràng được sản xuất từ đất là nguyên liệu hợp với mạng mộc cũng như màu sắc trên sản phẩm là màu xanh, màu tượng trưng cho ngũ hành thủy là tác nhân tương hỗ cho mệnh mộc phát triển tươi tốt. Gia đình của gia chủ có mạng mộc sẽ trở nên hòa hợp, con cháu làm ăn phát triển và gặp nhiều may mắn nếu như trong nhà được đặt những bộ bàn thờ cúng phù hợp với mạng mộc. Tiếp theo nữa là về cách bài trí phòng thờ cho người mệnh mộc. Chủ nhà cần phải tuân thủ kỹ lưỡng các điều kiện kỵ khi bài trí sắp xếp phòng thờ mà phong thủy quy định như không được đặt bàn thờ áp sát nhà bếp, áp sát nhà vệ sinh, phòng ngủ hay những nơi đông người dưới xà ngang để phòng tránh những điều không hay do bàn thờ đặt sai cách. Người mệnh mộc hoàn toàn có thể sử dụng những gam màu như màu vàng, màu nâu sữa là màu sắc chủ đạo cho không gian thờ cúng. Vì đây là nơi trang nghiêm, do vậy đèn trang trí đẹp cũng nên chọn những màu sắc như là màu vàng, màu đỏ để tạo sự ấm cúng. Những màu hợp mệnh mộc là màu xanh lá cây, màu nâu, màu đen hay màu xanh nước biển. Gia chủ có thể lựa chọn những tông màu này để trang trí cho không gian phòng thờ. Tuy nhiên, đen là màu của tang thương, chết chóc. Do vậy, bạn cũng nên hạn chế sử dụng trong không gian thờ cúng của gia đình mình để tránh những điều không hay. Ngoài ra thì các bạn có thể tạo điểm nhấn cho không gian phòng thờ bằng những chậu cây cảnh xanh tươi tuyệt đẹp mà lại tốt cho phong thủy như cây kim ngân, cây kim tiền, cây vạn niên thanh cũng là ý hay để đem đến cho gia chủ nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống.
Vừa rồi là toàn bộ những thông tin về phong thủy phòng thờ cho người mệnh mộc. Hy vọng bạn đã có thêm được nhiều những kiến thức hữu ích. Nếu có bất cứ câu hỏi gì, đừng ngần ngại để lại ngay dưới phần bình luận hoặc liên hệ với chúng tôi theo số hotline hiện trên màn hình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.